Theo trang Roma Press, Jose Mourinho chủ động thông báo với các nhân viên truyền thông câu lạc bộ AS Roma, ông sẽ không họp báo sau trận đấu vì quá thất vọng với màn trình diễn của toàn đội. Trang Roma Press cũng cho biết, một nguyên nhân nữa khiến Jose Mourinho bỏ họp báo sau trận đấu là vì không đồng tình với quyết định của trọng tài thổi phạt đền ở đầu trận khiến AS Roma nhận bàn thua sớm. Từ tình huống gây tranh cãi khi bóng đã ra ngoài đường biên, nhưng trọng tài Antonio Rapuano xác định thủ môn Rui Patricio, AS Roma, cản ngã Loftus-Cheek, AC Milan trong vòng cấm trước đó nên thổi phạt đền. Từ chấm 11m, tiền đạo Giroud ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho AC Milan phút thứ 9. Đầu hiệp 2, Rafael Leao nâng tỷ số lên 2-0 cho AC Milan trước khi đội khách chỉ còn 10 người. Tomori nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 61. Trong thế chơi hơn người và được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên nhà, nhưng AS Roma chỉ gỡ được một bàn do Spinazzola ghi phút 90+2. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp từ đầu mùa giải Serie A năm 2023 đến năm 2024 của AS Roma, sau trận thua Hellas Verona cũng 1-2 và hòa Salernitana 2-2 ngày ra quân. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng thành Rome kể từ mùa năm 1950 đến năm 1951, khi chỉ có vỏn vẹn một điểm sau 3 trận. Jose Mourinho đứng trước sức ép lớn với các kết quả sa sút của AS Roma. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa kết thúc, ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Olympico đã giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu như tiền đạo Lukaku, tiền vệ Leandro Paredes, Aouar hay Renato Sanchez. Sự kỳ vọng thành công của AS Roma ở mùa năm 2023 đến năm 2024 cao hơn so với mùa trước. Trong đó, họ phải đạt mục tiêu lọt vào top 4 giải Serie A, duy trì thành công tại giải Europa League vào chung kết mùa trước. Huấn luyện viên Mourinho vừa hết hạn kỷ luật bị cấm chỉ đạo 10 ngày, nhưng ngay trận trở lại, nhà cầm quân lão luyện này vẫn chưa thể giúp đội nhà có chiến thắng. Ở vòng tới sau đợt thi đấu FIFA Day tháng 9, AS Roma tiếp tục thi đấu sân nhà gặp Empoli lúc 1:45 ngày 18 tháng 9. Đây là trận đấu bắt buộc Jose Mourinho phải giúp đội bóng thành Rome có chiến thắng, nếu không cuộc khủng hoảng sẽ trở nên nghiêm trọng. Khoảng thời gian sắp tới cũng rất quan trọng, khi sẽ giúp Jose Mourinho có cơ hội sửa chữa những sai sót của đội bóng thành Rome đã xảy ra thời gian qua.